Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 3, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu liên tiếp phát đi 8 bản tin thông báo động đất tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Theo đó, trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra lúc 10 giờ 43 phút có độ lớn 3,3 độ Richter. Các trận tiếp theo có độ lớn lần lượt là 3,2 độ Richter, 2,9 độ Richter, 3,9 độ Richter, 3,7 độ Richter, 3,8 độ Richter, 2,7 độ Richter và 2,6 độ Richter. Trận động đất cuối ngày xảy ra vào lúc 23 giờ 13 phút ngày 17 tháng 3. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, ngày 16 tháng 3, ở đây xảy ra hai trận động đất, ngày 15 tháng 3 là 3 trận, ngày 14 tháng 3 là 4 trận, ngày 11 tháng 3 là 3 trận. Như vậy, chỉ trong 16 ngày, Con Tâm đã ghi nhận đến 20 trận động đất. Liệu có phải động đất ở Con Tâm đang gia tăng về tần suất và cường độ? Số lượng các trận động đất liên tiếp như vậy có bất thường. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Động đất tại Con Plong được nhận định có thể kéo dài trong nhiều năm tới, tuy nhiên, động đất cực đại ở khu vực này ít khả năng vượt quá 5 độ. Kể từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum liên tiếp xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến 4,7 độ Richter. Trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Con Plong cho thấy, động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Các trận động đất tại khu vực này chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người. Tuy nhiên, các rung động địa chấn do động đất gây ra ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Khu vực tỉnh Con Tum nói chung và huyện Con Plong nói riêng thuộc đới đất gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận đồng đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5 phẩy. Viện Vật lý Địa cầu thường xuyên thông báo về hoạt động đồng đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này để có kết luận chính xác. Thời gian theo dõi hoạt động đồng đất phải đủ lớn. Các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận đồng đất tại huyện Con Plong viện trưởng nguyễn xuân anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh